là loài chim đặc hữu của vùng Nam Phi với chiều dài cơ thể khoảng 17 cm. Chim trống có bộ lông màu nâu sẫm ở phần lưng trên, phía dưới bụng là màu vàng, mặt màu cam, mỏ màu đen, trong khi chân màu hồng. Còn chim mái có mỏ màu nâu hồng và mặt màu nâu ô liu. Môi trường sinh sống của loài chim này là ở những khu vực có các đồng cỏ mỡ, vùng đất thấp, vùng ven đất nông nghiệp. Ở những nơi này phải có nguồn nước và cây lâu năm. Chúng ít khi sống trong các khu rừng. Thức ăn chủ yếu của loài chim này là các hạt và côn trùng, cánh hoa và mật hoa. Chúng đi kiếm ăn thành từng đàn nhỏ trên thân cây và trên mặt đất. Sinh sản. Thông thường, mùa sinh sản thường diễn ra vào đầu tháng 7. Ở những nơi ẩm ướt khác, mùa sinh sản diễn ra chậm hơn vào tháng 8 hoặc tháng 10. Chúng là loài chim đa thê. Chim trống xây dựng các tổ chi chít trên cây lâu năm, gần các khu đất nông nghiệp và nguồn nước, để thuận tiện cho việc tìm kiếm thức ăn. Cũng giống như các loài chim khác trong họ rồng rộc, để thu hút chim mái, chim trống đã xây dựng một số tổ trên cành cây, rồi sau đó nó kêu gọi các chim mái đến xem, kèm theo màn trình diễn đơn giản và vỗ cánh, lắc lư từ bên này sang bên kia tổ, rồi phát ra các tiếng hót khá ồn ào. Trong khu vực làm tổ, các chim trống sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình một cách mạnh mẽ, và điều này đã thu hút các chim mái với những chim trống hung dữ. Tổ được chim mái chọn thường là các tổ có lá lót còn tươi xanh. Để hoàn thành xong cái tổ này, chim trống phải bay đi, bay về, thu thập vật liệu. Quãng đường bay của chúng lên đến 20 km. Các tổ với lối vào trúc ngược xuống dưới đất. Chim mái sẽ đẻ khoảng từ 2 đến 5 quả trứng. Thời gian ấp trứng kéo dài khoảng từ 11 đến 17 ngày và do một mình chim mái thực hiện. Chim non rời tổ sau khoảng 17 ngày. Đà điểu châu Phi là một loài chim chạy có nguồn gốc từ châu Phi. Tuy là chim nhưng đà điểu có hình thể rất khác biệt với cái cổ dài, chân dài và có thể chạy với tốc độ lên đến 65 km/h. Đà điểu được xem là loài chim còn sống lớn nhất và được con người nuôi trên khắp thế giới. Đà điểu châu Phi nặng từ 90 đến 130 kg. Một số con trống đã được ghi nhận là có thể nặng đến 155 kg. Đà điểu trống trưởng thành có lông chủ yếu là màu đen với một vài điểm trắng ở cánh và đuôi. Đà điểu mái và con non có màu xám nâu nhạt với vài đốm trắng. Đà điểu trống dùng đôi cánh nhỏ do không dùng để bay nên bị thoái hóa của nó để múa, gọi bạn tình và che chở cho đà điểu con. Bộ lông của chúng mềm và khác biệt so với lông vũ của loài chim bay, vẫn còn những cái móng trên hai cánh của chúng. Nó có cặp chân khỏe và không có lông. Chân có hai ngón với một ngón lớn hơn, trông giống như móng ngựa. Điểm độc đáo này giúp cho khả năng chạy rất tốt của đà điểu. Với lông mi rậm và đen, cặp mắt của đà điểu lớn nhất trong các loài động vật trên cạn còn sống.
ở độ tuổi trưởng thành khoảng từ 2 đến 4 năm. Đà điểu trống cao 1,8 đến 2,7 mét. Đà điểu mái cao 1,7 đến 2 mét. Trong năm đầu tiên, đà điểu con tăng cao 25cm mỗi tháng. Một năm tuổi, đà điểu có thể đạt trọng lượng 45kg. Trong tự nhiên, đà điểu châu Phi sống ở thảo nguyên, savanna và vùng Sahel của châu Phi về phía bắc và nam của vùng rừng xích đạo. Đà điểu châu Phi sống theo từng nhóm từ 5 đến 50 con. Chúng có cuộc sống du cư theo những loài thú ăn cỏ khác như ngựa vằn hay linh dương. Chúng ăn chủ yếu là các hạt hay cây cỏ, đôi khi chúng ăn cả những động vật nhỏ như cào cào. Chúng không có răng, khi ăn nó phải nuốt sỏi để giúp cho việc nghiền thức ăn trong mề. Chúng có thể đi trong một thời gian dài không cần đến nước, mà chỉ dựa vào độ ẩm của những cây cỏ chúng nuốt vào. Tuy nhiên, chúng thích nước và thường hay tắm. Với khả năng nghe và nhìn cộng thêm thính giác nhạy bén, chúng có thể phát hiện những loài thú săn mồi như sư tử từ khoảng cách xa. Sinh sản. Đà điểu châu Phi trưởng thành hoàn toàn ở độ tuổi 2 đến 4 năm, con trống chậm hơn con mái khoảng 6 tháng. Mùa sinh sản bắt đầu từ tháng 3 hay tháng 4 đến tháng 8. Tùy thuộc vào từng vùng địa lý, đà điểu trống dùng tiếng rít và những âm thanh khác để đánh nhau, chiếm lãnh thổ và quyến rũ đà điểu mái. Một đà điểu trống sẽ có từ 2 đến 5 đà điểu mái trốn hậu cung. Kẻ chiến thắng sẽ giao phối với toàn bộ số đà điểu mái trong hậu cung, nhưng chỉ lập một hậu mà thôi. Tất cả các đà điểu trong hậu cung sẽ cùng đẻ trứng vào một tổ của đà điểu mái được lập hậu. Tổ chỉ đơn giản là một cái hố sâu từ 30 đến 60 mét, trứng nặng từ 1,3 đến 1,4 kg, dài 15cm, rộng 13cm, và đây cũng là loại trứng lớn nhất, nhưng lại là loài trứng nhỏ nhất nếu so sánh tương đối với kích thước của đà điểu. Mỗi tổ có từ 15 đến 60 trứng màu trắng nhạt và bóng láng. Con cái ấp trứng vào ban ngày, còn con trống thì vào ban đêm. Bởi vậy, chúng có màu lông khác nhau để tránh bị phát hiện khi đang ấp trứng. Quá trình ấp từ 35 đến 45 ngày, và con trống thường đón chào con non mới nở. Tuổi thọ của đà điểu châu Phi là từ 30 đến 70 năm, trung bình là 50 năm. Đà điểu con mới nở đã mở mắt trong vòng 1 đến 2 tiếng chúng đã có thể chạy nhảy. Hầu như những loài chim không bay, con của chúng mở mắt vào lúc mới chào đời và có lớp lông tơ bảo vệ. Thân hình của đà điểu con cũng không ngoại lệ. Còn những loài biết bay thì hầu như con của chúng không có lông và không mở mắt. Chúng phải nhờ vào mẹ hay bố tìm mồi. Đà điểu con rất hiếu động, bố mẹ chúng phải tập hợp chúng lại như một nhà trẻ di động. Chúng chạy lung tung và trong vòng nửa năm đầu đà điểu con rất dễ chết vì những lý do khác ngoài thiên nhiên. Nhưng sau đó chúng lớn rất nhanh. Trước đây đà điểu bị săn bắt và được nuôi vì bộ lông của chúng đã từng là loài vật trang trí cho mũ của các quý bà. Bộ da của chúng cũng rất có giá trị. Vào thế kỷ 18, chúng đã bị săn bắt đến gần tuyệt chủng. Chúng được nuôi từ thế kỷ 19. Thị trường lông đà điểu sụp đổ sau Thế chiến thứ nhất. Chăn nuôi thương mại bắt đầu trở lại thập niên 1970 để lấy lông và sau đó là da. Đà điểu Ả Rập và Nam Tây Á bị tuyệt chủng vào giữa thế kỷ 20. Đà điểu bị xếp là động vật nguy hiểm ở Úc, Hoa Kỳ và Anh. Chúng đã tấn công và giết chết người. Con mái lớn rất cục bộ, hung hãn và có thể tấn công và đá rất mạnh. Đà điểu có thể chạy nhanh hơn cả một vận động viên điền kinh. Lại nói đến vấn đề đà điểu vùi đầu của mình vào trong cát khi chúng cảm thấy sợ hãi hay gặp nguy hiểm bởi những kẻ săn mồi. Và khi chúng rút đầu vào cát, đà điểu coi như vậy là đủ để che giấu toàn bộ thân hình khổng lồ của mình khỏi kẻ địch hùng mạnh phía trước. Dần dần, hành động này của đà điểu đã trở thành một câu chuyện ngụ ngôn, một bài học mà người ta hay sử dụng để chế giễu những kẻ hèn yếu, không dám đối đầu với khó khăn hay những thử thách trước mắt mà chỉ tìm cách tránh né. Tuy nhiên, thực tế đà điểu chưa bao giờ vùi đầu mình vào trong cát. Vì nếu làm như vậy, hậu quả đầu tiên mà đà điểu nhận được là chết ngạt và nó sẽ không thể tồn tại lâu dài. Vì cứ hễ gặp kẻ thù mà vùi đầu mình vào cát để mặc thân xác mình cho kẻ thù ăn thịt thì nó sẽ bị tuyệt chủng sớm. Có thể vì đà điểu hạ thấp đầu xuống cát để chủ tâm nuốt cát và sạn vào để giúp cho việc nghiền nát thức ăn. Những lúc như thế này, nếu nhìn từ xa, rất có thể sẽ bị lầm tưởng chúng đang vùi đầu vào cát.
Trên thực tế, khi gặp nguy hiểm, đà điểu sẽ nằm áp sát xuống đất, cổ vươn dài ra, nằm quan sát cho đến khi thấy an toàn. Còn khi nó cảm nhận được sự nguy hiểm thật sự, nó sẽ sử dụng đôi chân to khỏe của mình để chạy bán mạng, hòng thoát thân, chứ không có chuyện vùi đầu vào cát.